xin kính chào quý vị đang đến với phần điểm tin trong ngày của Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 12 tây tháng 8 và có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ chức Black Lives Matter ủng hộ những kẻ hôi của ở Chicago. Tổng thống Trump tin mình thắng tuyệt đối nếu không có Covid-19. Bà chết vì bảo vệ cháu trong bão lớn. Tiệm Sign Mart khai phá sản. Nhiều bệnh nhân trăm tuổi ở Mexico đánh bại Covid-19. Nhảy lầu tự tử, tử trong khu cách ly Covid-19. Tỷ phú Mỹ bị tạm giữ vì lấy quần lót nữ làm khẩu trang. Nhiễm Covid-19 vẫn đi đám tang và lây cho 40 người. Cha bắn chết con gái 11 tuổi rồi tự sát và tin cuối cùng Trung Quốc bắt tay Nga để bỏ đồng đô la Mỹ. Và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ông Ariel Akin là một trong những người tổ chức phong trào Black Lives Matter ở Chicago khi trả lời phỏng vấn để cho biết là ông ủng hộ những kẻ bị bắt vì hôi của vào đêm Chủ nhật vừa qua ở Chicago. Ông Akin nói ông không cần biết những người hôi của kia lấy đồ từ tiệm Gucci hay là Macy ông ủng hộ miễn là họ cần thực phẩm, cần quần áo thì họ có quyền lấy đồ từ các cửa tiệm. Ông Atkins còn cho biết thêm là các cửa tiệm này không hề hứng gì vì họ có bảo hiểm. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi cảnh sát Chicago bắn bị thương một uh, tên tội phạm người da đen mang vũ khí, thì bạo loạn đã xảy ra tại khu thương mại sầm út của Chicago. Hàng ngàn người đã đập phá và hôi của các cửa tiệm thời trang cao cấp. Một đại lý xe Tesla cũng bị đập phá. Cảnh sát đã bắt giữ trên 100 người trong vụ bạo loạn này. Tổ chức Black Lives Matter sau đó có một cuộc diễu hành đòi thả những người bị bắt giữ tại trụ sở cảnh sát phía Nam thành phố Chicago và trong khi phía Black Lives Matter nói vụ bắn người này một lần nữa cho thấy là phía cảnh sát lạm dụng bạo lực, người phát ngôn của cảnh sát Chicago cho hay là người thanh niên da đen đã bắn cảnh sát trên đường tháo chạy trước khi bị cảnh sát bắn bị thương. Phía cảnh sát cũng cho biết là có trên 13 nhân viên công lực bị thương khi chống bạo loạn vào đêm chủ nhật vừa qua. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh ngày hôm qua, Tổng thống Trump nói là ông sẽ băng băng tái đắc cử mà không ai cản nổi, kể cả khi phải đấu với George Washington là vị cựu tổng thống của nước Mỹ nếu như mà đại dịch Covid-19 không xảy ra. Tổng thống nói một cách tự tin vô đối là Trước khi đại dịch xuất hiện, ngay cả George Washington cũng khó có thể đánh bại tôi. Và sau đó, như mọi người đã biết, giống như mọi nước khác, khi Covid-19 tấn công, chúng ta đã đi xuống một chút. Tổng thống cũng kêu gọi nối lại giải bóng bầu dục đại học vào mùa thu và cho là nguy cơ lây nhiễm COVID-19 giữa các đội là rất thấp. Cũng trong buổi phỏng vấn trên chương trình phát thanh ngày hôm qua, ông Trump nói là Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ và mọi người sẽ phải học tiếng Trung nếu như ông Joe Biden thắng cử. Còn với ông thì Trung Quốc đã có một năm tồi tệ khi mà hàng hóa nước này liên tục bị ông áp thuế nặng, mang về cho nước Mỹ hàng tỷ đô la. Chia sẻ về cam kết lựa chọn một phụ nữ làm bạn đồng hành tranh cử của đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump cũng nói là cái việc ông Biden chọn một phụ nữ làm ứng cử viên tranh cử phó tổng thống có thể bị coi là một sự xúc phạm với cánh đàn ông. Về phía ông Biden, thì ông này từng tuyên bố mong muốn có một chính phủ đa dạng như chính nước Mỹ. Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử hồi tháng 3, Ông Biden đã cam kết sẽ chọn một phụ nữ cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống và chúng ta đã biết là bà Harris, bà Kamala Harris là người phụ nữ da màu, người Mỹ gốc Á đầu tiên được trao trọng trách và vinh dự này. Một cơn mưa bão lớn đã kéo qua miền Trung Tây nước Mỹ vào ngày thứ hai vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại. Gió giật lên đến 100 dặm một giờ đã gây sập nhiều ngôi nhà và một trong những trường hợp thương tâm là cơn bão đã giết chết cụ Isabel Atencio, 73 tuổi, sống tại tiểu bang Indiana. Ngôi nhà mô bộ home của cụ không chịu được sức gió quá mạnh đã bị thổi bay, sập vào ngôi nhà kế bên và cái điều rất là đáng thương là cụ đã ôm đứa cháu cố 4 tuổi vào lòng khi ngôi nhà bị thổi bay và chịu nhiều chấn thương nặng và không qua khỏi sau đó. Khi người ta tìm thấy cụ trong đống đổ nát thì cụ vẫn còn ôm chặt đứa bé trong lòng và bé trai không bị chấn thương nghiêm trọng nào sau cơn bão. Lại một tin không vui cho ngành bán lẻ là cửa tiệm bán lẻ giảm giá Steinmart đã khai báo phá sản ngày hôm nay, gần 300 cửa tiệm sẽ đóng cửa trên toàn nước Mỹ. Steinmart có một vài cửa tiệm tại thành phố Huntington Beach, Fullerton, Irvine và Anaheim. Stymart được thành lập vào năm 1908 và gặp khó khăn trong chuyện thanh khoản vào thời gian qua khi mà dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp và đời sống người dân Mỹ. Chỉ trong mùa dịch này, hàng loạt doanh nghiệp cũng như nhà hàng đã khai báo phá sản ở như là Tuesday Morning, Jesse Penny và Ann Taylor. Hãng thông tấn AFP vào ngày hôm nay đã dẫn thống kê chính thức của Mexico cho thấy là có 78 bệnh nhân Covid-19 ở nước này là người từ 100 tuổi trở lên, trong đó có 23 người đã tử vong và 53 bệnh nhân còn lại đã hồi phục và khỏe mạnh. Trước đó các chuyên gia y tế đã cảnh báo là người lớn tuổi nằm trong nhóm nguy cơ tử vong cao khi mắc Covid-19, nhưng mà câu chuyện cho chúng ta lại thấy là ngược lại ở Mexico và đáng ngạc nhiên nhất là trường hợp của cụ ông 118 tuổi. Các bác sĩ giải thích là dù mắc Covid-19, nhưng cụ ông đã sống qua hai thiên niên kỷ này, không hề mắc một bệnh nền nguy hiểm nào. Tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân trên 100 tuổi ở Mexico đáng ngạc nhiên là lên đến con số 70%. Mexico hiện là nước có số người chết vì Covid-19 nhiều thứ ba thế giới với hơn 53.000 người tính đến ngày 12 tây tháng 8 hôm nay. Trường hợp các cụ có tuổi đánh bại ở COVID-19 ở Mexico là khá đặc biệt. và Nhưng mà ngược lại, trong khi đó, bệnh dịch vẫn ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của mọi người. Và ở Việt Nam mới đây nhất, một người đã nhảy lầu và chết ngay trong khu cách ly tập trung COVID-19 ở Bình Dương. Người này nằm trong số gần 350 người trở về từ Nhật Bản và được đưa vào khu cách ly và ở lầu 4. Giới chức trách xác định là người nam thanh niên này có dấu hiệu trầm cảm trong quá trình cách ly tuy đã có kết quả âm tính với COVID-19. Sau sự việc này, thì nhiều ý kiến cho là cần phải có bác sĩ tâm lý ngay cho khu vực cách ly để ổn định cho các công dân khi từ nước ngoài về để tránh cái tình trạng đáng tiếc như trên. Và trong một diễn biến khác, vaccine COVID-19 Made in Vietnam dự kiến sẽ được thử nghiệm cuối năm nay. Bộ Y tế cho biết là Việt Nam hiện có 4 nơi nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 và cho kết quả khá là khả quan. Họ đã yêu cầu những nơi này chuẩn bị cho sản xuất vaccine trên quy mô công nghiệp. Những chuyện lạ lùng vẫn xảy ra trên thế giới đó đây, nhất là trong thời dịch bệnh, đôi khi có những hành động khó có thể giải thích được. Mới đây nhất, thưa quý vị, ông John McAfee, một tỷ phú người Mỹ, cho biết là ông đã bị tạm giữ suốt 14 giờ ở Na Uy vì lý do là từ chối đeo khẩu trang thay cho một cái mảnh quần lót nữ và ông ta dùng để làm khẩu trang. Ông này 75 tuổi là nhà sáng lập công ty McAfee Associates, từng thành công lớn khi cung cấp cái phần mềm chống virus bản thương mại đầu tiên trên thế giới. Viết trên Twitter, ông khẳng định đây là cái thứ an toàn nhất, tức là ông đang nói về cái quần lót nữ mà ông biến thành khẩu trang đó. Đây là thứ an toàn nhất có sẵn và ông từ chối đeo bất cứ thứ gì khác bởi vì sức khỏe của mình. Ông McAfee từng đối đầu với cơ quan thực thi pháp luật tại nhiều nước. Ông cho biết là đang bị truy nã ở Mỹ vì cáo buộc giết người, rửa tiền và trốn thuế. Một câu chuyện về dịch bệnh được chia sẻ trên tờ Daily Mail ngày hôm nay. Hơn 40 thành viên của một gia đình sống tại bang West Virginia đã dương tính với Covid-19 sau khi đi dự đám tang của một người họ hàng vào hồi tháng 7 và theo lời kể lại của bà Polly Williams thì gia đình bà đã tụ họp để làm ma chay cho một người trong gia đình vào ngày 2 tây tháng 7 tại quận Wayne thì một người họ hàng mắc Covid-19 từ tiểu bang Arizona nhưng mà bà này thì không hề cho ai biết là mình đang nhiễm bệnh mà chỉ nói là mình mỏi mệt và thiếu ngủ sau chuyến bay nên tất cả mọi người đều không đeo khẩu trang trong suốt buổi lễ Tình trạng của bà trở nên tệ hơn trong vài ngày sau khi phải tìm sự trợ giúp y tế. Nhưng mà bà ấy vẫn không nói gì về cái chuyện là bà bị nhiễm Covid-19. Sau đó, tất cả những người trong họ hàng mà giữ cái đám tang đó thì mới biết tin là chồng và con trai của người họ hàng này vẫn đang ở tiểu bang Arizona và đã dương tính với Covid-19 nhiều ngày trước đó. Bà Williams cho biết là con virus đã lây lan như một đám cháy rừng cho hơn 40 thành viên trong gia đình. Những người mắc bệnh trong gia đình bà Williams rất đa dạng về độ tuổi, cụ thể là bệnh nhân nhỏ nhất chỉ mới có 5 tháng, trong khi người lớn nhất là 77 tuổi. Dù bà đã hồi phục, nhưng còn rất nhiều thành viên khác đang chống lại con virus chết người trong bệnh viện. Một người cha ở thị trấn Davie, tiểu bang Florida đã bắn chết đứa con gái 11 tuổi, bị bệnh nan y ngày hôm 10 tây tháng 8 và sau đó tự sát khi vợ ông đang làm bữa sáng. Trung úy Mark Leon thuộc Sở Cảnh sát Davy có nói là cô bé nhỏ bị bệnh nan y và bệnh ngày càng nặng và không khá thêm chút nào. Đó là một tình huống bi thảm và khủng khiếp. Một người họ hàng nói sức khỏe của cô bé rất tệ và họ có những cuộc nói chuyện điện thoại với cha cô bé mà nước mắt của ông gần như không thể kìm nén được và trở lại cái tấm thảm kịch khi nghe thấy tiếng súng súng ở phòng ngủ bên cạnh thì người mẹ chạy đến đã phát hiện ra vụ nổ súng và cái con gái mình đã chết, bà gọi cảnh sát cấp cứu và bé đã chết tại hiện trường và người cha cũng chết sau đó tại bệnh viện. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh gấp rút đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa để tránh những rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và theo tờ Nikkei Asia Review, Trung Quốc đang nỗ lực kết hợp với Nga để thành lập một cái liên minh tài chính để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và nếu như cuối năm 2015, khoảng 90% giao dịch giữa hai nước này được thực hiện bằng đồng đô la thì đến năm 2019, con số này đã giảm xuống còn 51% trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung bùng nổ. Phi đô la hóa đã thành một ưu tiên với Nga và Trung Quốc kể từ khi năm 2014, khi mà hai nước bắt đầu mở rộng hợp tác kinh tế sau sự việc Nga cố tình muốn thôn tính Crimea và đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Quá trình này càng có thêm động lực sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump áp đặt thuế trị giá hàng trăm tỷ đô la lên hàng hóa Trung Quốc. Nhà nước và các thực thể kinh tế lớn của Trung Quốc đang cảm thấy có nguy cơ rơi vào cái tình huống tương tự như Nga là có khả năng trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt. Và trong một cái diễn biến khác thưa quý vị, hôm ngày 10 tây tháng 8, tại hội nghị hàng năm của phe bảo thủ Đảng Cộng hòa thì ông ngoại trưởng ông Pompeo tuyên bố là tổng thống Trump đã xóa bỏ chính sách nuông chiều Trung Quốc trước đây, đồng thời muốn bảo đảm cho một thế kỷ tiếp theo sẽ không bị cai trị bởi một chế độ độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo còn cho biết là Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh trục lợi từ những hành động tổn hại đến người dân Hồng Kông vừa rồi là một số tin tức của phần điểm tin trong ngày cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại